Tắc chào thanh lại, bố mẹ pin ổng, hạc xương, mươi pin ổng lim chương trình truyền hình khăm tay khổng đài phát hành truyền hình Lai Châu, cớn mết mươi pin ổng lim khăm kháo mỹ ó rú cuồng tình, cuồng gian cải mạ, pin ổng hạc xương, mử trồng cài đồng chí Trần Tiến Dũng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, on pa phiên họp thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, bơn cầu pì sòng pan sao ít, trực tuyến, tó các phương huyền, thành phố. Cầu bườn hùa pì chầm và cho tết pan hoạt bệnh hà covid xếp cầu, ha và cắp luôn on park khổng tỉnh ủy, luôn chôm hạp tinh cá hỏng chính trị, ủy ban nhân dân tỉnh bòm chủ cấp ngành, bốc hành năm diệt chủ nàng phịa, cầm quyết cắp lập tăn năm diệt sòng nàng phịa bòm cằn. Nhờ năn, kinh tế xã hội khổng tỉnh tờ bát mà pè, thu ngân sách rú quảng phỏng, khẩu nằm má mua, ca diệt dườn công nghiệp, việc cả khai doanh thu dịch vụ lân khẩn vẹt cắp nham ni pì cài. Bưng chỉ tiêu pu pá mở có che có mắc cà bồn cài kế hoạch tạt o số nừng huyền mi bát bày quảng việt pu bồng tạ o chu tàng trường cốc chính bom cắp khải o trở lạt tó cắp năm diệt đi bưng nghị quyết khòng hội đông nhân dân tỉnh giòn khẩn họt khay lại chào lọt nừng quảng bưng tỉnh mi số ngân cốc bàn dài trần piêng rú quảng tinh cá mương số ngân cốc bàn dài đầu tư công lò cái bắn nừng tỷ mặn to hà xếp xám phải xám phân hoi kế hoạch. Bòm cắp năn, hà bình covid xếp cầu rú quảng tỉnh sớp tam đầy bứng đủ chảnh thí. Có lông cài, hốc xếp mư, bao mi o ca bình, pét mở. Khay ni, tỉnh mi xám bón xét nghiêm sắp covid xong cắp luông bùn, mỏi mư chít xét nghiêm đẩy bắn nừng hà hoi mẫu. Bưng đại biểu xung phiền họp, có mi nàng quang kẻ cầm ma vịa, hở một lèo bưng luông bùn mà về kinh tế xã hội bị sóng pan sao ít, nhất lò, luông bùn tẹt pan họt trù hỏng, nhăng bỏ lại ra cha quầng nham khai ni, dương vịa, xuất nhập khẩu, vịa khai ó số nừng tàng trường hay khổng na, doanh thu dịch vụ du lịch, no nặn. Bưng đại biểu mi nàng quam ma luông kẻ cầm phong cầm bình hà rú phèn tổ tảnh, chương trình tặng tánh bản na mở, viện thu chi ngân sách. Rú phiền họp, bưng đại biểu bứng đố mắt số nừng khổ rào kiên xương, bưng chính sách tẹt ban bưng khổ gia cha khát khổng, bưng xá ó khói diệp phủng gia cha, bưng xá mồn lẹo bản na mở. Dự thảo nghị quyết quy định ma năm diệt viện, văn cấp, thu chi ngân sách địa phương dàn pì sòng pan sát sòng hoạt pì sòng pan sao hạ. Mi ná quam kết luận rú phiền họp, đồng chí Trần Tiến Dũng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh co va. Bòm cắp vịa, phong cầm bình hà covid xếp cầu, bưng cấp ngành địa phương, cần tọp hôm pín khay lau, vịa mà về kinh tế xã hội. Quang nạn, vòng trào tròi dừa bưng chúa hân bỏ giá cha bữa bình hà covid xếp cầu, tà ọ, cánh năm dệt đi, thông điệp hạ cà, bòm cắp tiêm vaccine, xàm bươn lạ pì, cần tọp hôm sở bưng luông bùn giá cha chi bao môn, mọi ngành địa phương, cần tánh ọ kế hoạch chảnh thí. Sở kế hoạch đầu tư tít tơn cánh, mi nàng quam số lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, bòm kẻ cầm hù gia cha khát khổng. Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị bưng ngành men văn thẩm định kẻ cầm khô gia cha nhân bào môn luông bùn cầm quyết tít tần thu ao nợ nam thuế chóng hanh môn lẹo luông bùn thu ngân sách hơn mương rú quảng phồng mi nàng quam ma kẻ cầm chính sách hở hào sinh nhai té phủng xàm ma phủng nưng. Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị sở công thương cánh sở nông nghiệp phát triển nông thôn bom doanh nghiệp, choi dừa doanh nghiệp, cắp hở chảnh, ma luông on chỉ, chu tăng trương khai ó chơ lạt, cần nhân bào, bẹ sơ tiếng an. Trọm cài đồng chí Trần Tiến Dũng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng bàn on pa buổi họp trực tuyến, bàn on pa cầm phong bảy hà của viết ship cầu tỉnh. Xung họp mi đồng chí Tống Thanh Hải, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng bàn on pa tỉnh, Pưng thành viên bàn on pa cảm phong bệnh hà covid ship cầu tỉnh, Pưng huyền thành phố, cấp tàng nả, Pưng chốt kiểm soát hà covid ship cầu, rú cùng tỉnh. Khai nỉ hà bệnh rú cùng tỉnh, có đầy cản ngàn tật tình, báo hình mi ó cả bệnh pét mấu, báo mi quân rú trầm quân bệnh, tấm tên về phong cảm hà, trung tâm chỉ huy phong cảm hà covid ship cầu tỉnh, có bàn lãnh đạo cánh thành viên trực rú trung tâm chỉ huy nọ chờ diệt về vậy nhận bảo về on pa tên cá phiên khẩn. Bưng ngành địa phương sức tam bứng đủ nền nà
cun té phùng mi hà mạ, cun nhập cảnh cánh tấm tên xét nghiêm phương cun khẩu mang cuồng tỉnh, toi quy định. Nó nặn, té kỳ họp cướn ma họt gậy, lùng cải về bứng đù, tình cá tỉnh, cò hình xàm ca trí lò bết bệnh, cò xét nghiêm, há va cò mi kết quả âm tính. Do hình cài hỏi nâng cầu xếp cun té phùng mi hà cuồng mương mạ, cuồng nặn mi hỏi nâng hốt xếp cầu cun té Hà Nội, cánh sau cầu cun nhập cảnh phít phép khẩu má tỉnh. Nó nặn ngành y tế xét nghiêm PCR, cài văn nâng xí hoi máu, cánh xét nghiêm men văn chằm sòng văn xí hoi máu. Tên các tỉnh khay mi cài hả hoi xếp cun đang cách ly y tế tòi quy định. Tiêm chủng vaccine phòng COVID xếp cầu, đẩy xàm xếp hạ ban cun, tiềm po sòng phát già, cánh chằm xếp biết ban cun, đẩy tiềm phát già, vaccine nừng. Dù buổi họp, Ủy ban Nhân dân Pưng Huyền, thành phố báo cáo kết quả phong cẩm hà rú địa phương về bứng đủ kiểm soát cun cắp chè lông cải chốt. Miền đang kham kết luôn buổi họp đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban On Pa tỉnh đề nghị Pưng cấp ngành địa phương bố hành triển báo vài hải quân dân cận pin lò chiến sĩ cùng phong cảm hà nhất lò nho sùng hồ trợ chấp năm chu lung phong cảm hà khang nghề khổng về tiềm vaccine phòng COVID xếp cầu đề nghị sở giao thông vận tải bom cắp Pưng Huyền vài quản lý đi chùm mũ lá chè phủ chè vài lý xề lùng bét bệnh Pưng hành địa phương cần năm diệt nghị quyết số hoài nâng bài hà khổng chính phủ mà cho giờ doanh nghiệp hợp tác xá hơn cả khải chờ mì ó hà COVID xếp cầu. Sở Lao động Thương binh Xã hội tiết tờn Pưng địa phương nam diệt quyết định số hốc xếp pét mà về cho giờ cun lao động bỏ ra trạ. Đối cấp sở y tế, nhài khẩu sử sắm chu tàng trương, rau già chuông hong, cảm phong bệnh, lương chư, mi năng kham thỏi thảm, ép học chuyển môn, nghiệp vụ, cánh, giảm đoàn, y bác sĩ đang cho giờ phùng bừng nằm. Chòm cài bàn on pa nếu chơi nhôm lợt huyền nằm nhun, bòm cắp hơn già tỉnh, tổ chức mười hồi nhôm lợt tờ thứ sòng pì sòng phan xào ết, vầy po lợt cứu cút chiếp, cắp ăn ỉ, lò lông bùn, bàn on pa nhôm lợt huyền. Cắp luông bùn nhôm luật hảo côn chiếp lò nàng phìa chăn sương, ngay té tướng trao rú hôi chương trùng tầm hành chính huyền, sòng hoài hà xíp tình nguyện viên lò cán bộ, công chức, viên chức, chủ mô vũ trang, đoàn viên thanh niên quận huyện, có mi nà xung hờ lượt, dọn khửn mư hồi nhôm lượt tựa nị, mi pưng đồng chí thành viên bàn on pa bốc chưa nhôm lượt tỉnh, huyền nằm nhun, bom cắp pưng tình nguyện viên rú quận huyện. Ban tổ chức năm diệt nẻ nà chú luông phong cầm bình hà COVID xếp cầu, toi on trì khổng bộ y tế, nhân bao tiếng an hợp bưng côn ma sum hở lượt. Đối với hiến máu thì tôi đã hiến được trên chục lần. Thế còn thì ma nhôm hở lượt tựa nhì trọng tổ khỏi có nhôm đầy, họt sòng tựa leo, khỏi có chi sư tám nhôm hở lượt, bòm cắp búc chưa tay hươn có bé xương cung, thành viên công đoàn, bòm sung hở lượt, cứu áo côn chép, cắp ăn nì lò nàng phía mi khắc nghề nhớ tuồng khổng mỏi, côn chậu đôi cắp bản hương. Mặc dù là một xã xa, tuy nhiên cũng vận động anh em đến để hiến mô hiến tạng. Côn má đăng ký hở lượt co đẩy tình nguyện viên on chỉ xét nghiệm ao lượt tòi luông bùn nhân bao tiếng an bưng côn sum hở lượt chăm va tưa cốt khẽ hư cỏ lai tưa nhôm hở lượt co muôn mương bừa đẩy nhôm búp lượt khổng chào cứu ao côn chép bộp nham ni hồ chữ thập đỏ tỉnh sừng nhòng cắp son ơn xám chiếc sòng cá nhân đăng ký nhôm hở tô nửa kinh khổng chào làng chơ mín bao đi chơi chào trò nạn chi bao nhăng côn đẩy bom nặn tít tơn cán bộ công chức viên chức chủ mũ vũ trang đoàn viên thanh niên giúp tam đăng ký hở nửa kinh chảo quang gian bài nạ thì ý nghĩa của cái cắp luông bùn mỏi búp lượt cứu ầu chùa côn nừng sung cánh rú hươn già đằng đốt thiếu lượt cứu ầu côn chép bom cắp luông bùn khe hà vững cán bộ đoàn viên thanh niên bụng mũ vũ trang pét xương côn dần sung có hôm lượt tựa nị, xúc khỏi cò hền ăn ni lò nàng việc cần sẵn, cần đẩy năm dệt lưng, cắp lò huyền pín khay, chu thứ sòng nhôm, hở lượt, đẩy cán bộ, công chức, viên chức chủ mũ vũ trang quận huyện chung hạp súng. 10 tình nguyện viên về là được
cả 10 người. Lúc một chương trình, có áo đẩy xong hỏi bài xong đơn vị lượt, tính mết số lượt ni có đầy nhai mắc hở, khoa huyết học, truyền máu, hơn xa tỉnh, vầy chuồng hong cứu áo cuốn chếp, ăn đi lo năng việc khắc nghĩa nhớ luồng, vào khẩn hùa chờ trách nhiệm không mọi cá nhân đối cấp bản mương. Có hôm phân tóp đầy lang áo rau già hở cuốn chếp cân lượt. Tại hồ Pì Hót Khay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Than Uyên có khai đẩy sao hốt lớp bó ghế, cáp mi, vét hoi học viên dùng ép, bưng lớp bó ghế, bó mát lôm hủ diệt dần hay nà to chết xít phân hỏi, cả khai to xàm xít phân hỏi, bưng học viên dùng lớp bó ghế, đẩy cho giờ ngân xàm xít ban mặn buổi nâng. Nó đàn ó, bưng học viên, nhang đẩy cho giờ cò trở tổ trở, cáp già bày chư cò bú bùng, vẩy diệt dần làng chơ đẩy ép nghế. Lông cài lớp bó nghế có cho giờ học viên vi luông hủ kỹ thuật cuồng tảnh lĩnh bú bùng phong bệnh hở tổ tảnh hôm phân nam dệt cơn đẩy lăng đì cuồng mà bay kinh tế châu hơn toi kế hoạch pì sau ban xào ít huyền Than Uyên chí khầy xàm chip hốt lớp cắp cài ban nâng học viên sum ép huyền nằm nhun mi khổ ngài cắp mà bè tảnh liền tòi lương tọp hôm họt khai rú quang huyền có mi sám văn chua hơn tảnh liền phèn sắc xính cắp cái xíp ết văn tổ luông mà bè phèn tổ tảnh khỏng huyền to cài hạ phân hoi pì nưng số chú hơn mi cọ thiền mặn nà lò sám xíp ết phân hoi bưng xã thị trấn có pu đẩy cầu xíp hách ta có nhà tràng vay dê trương kín hậu phèn ngua quai họt khai có mi sám xíp ết bón tảnh liền tòi luông tọp hôm huyền trong hanh miết bí sáng văn sao hạ tinh miết phèn tổ tảnh khỏng huyền mi cái hốc xíp phân hoi cắp pu đẩy sóng hoi hết ta có nhà vậy diệt chương kín hở phèn mua quay mạ nam diệt về trên báo cánh khẳng tánh chu lông cảm phong tó xôn cắp chu tàng phít tội cùng pét bờn hồ pì chủ mũ công an tỉnh có điều tra diệt ót chảnh cầu chu phít tội mà tỉnh an bản khống bắt cắp phạt xíp hốc cún tiếp nhân xám xíp sòng chu sao chết cun phía tôi mà khoan rằng bòm cắp về cảm phòng tò xôn cắp chu tàng phía tôi nam diện toi luông ổn pa khổng bộ công an khổng tỉnh chủng mũ công an cò top hôm nam diện cợt đẩy lăng đì về cảm phòng bảnh hà của viết xíp cầu công an pưng đơn vị địa phương cò khẽ hê hàng hỏi cán bộ chiến sĩ xùm hà phong cảm phòng bảnh so hủ pưng cun té phùng mi hà mạ khoai ỏm cánh ót chốt cản ngăn, cho giờ tiêm vaccine rau già hở cún bệnh, hôm phân cóp hôm bỏm tỉnh nam diệt về cảm phong bệnh cật đẩy đang đi. Pin ảo hạc sườn, té bón diệt dần mà phe kinh tế cật đẩy đang đi khổng pưng đoàn viên, có phe xương lông cải về trên báo nếu chứ khổng chu cấp bộ đoàn cùng huyền, cấp chính quyền địa phương, dọn khẩn lò quốc ngân cấp ta mà nói. Cò cho giờ lại thành niên rú huyên Than Uyên khành trờ thoát sáng xếp dần cợt đẩy lăng đì hôm phân nho sùng bổng kiền đời rú cáp gión cát hở địa phương lo bí thư đoàn xã Phúc Than hát phá ai đỗ văn dũng rú bàn sân bay lưng mi lang ngắm tánh óp bón xếp dần kinh tế ngay rú tón đìn quê hơn chậu vầy bóc sút to hở tổ điều chậu chúa hươn nhăng mi lại luông hiệp thủ hằng hy các con mết lọc vay hở thành niên quồng xã bóc sút to bày dệt đắc hươn trắng mi hiệp thủ sông các luông cố hanh khòng giềng pưng cá nhân xương ai dũng bòm các luông choi dừa khòng pưng đoàn thể hoặc khay xã Phúc Than mi xí bón tảnh ngua quai hà bón pu cò kìn ma cò tre do thành niên dệt chậu cũng gắn với cái chương trình là thanh niên khởi nghiệp của nhờ mi luông ổn chỉ không cấp nữa xung hỏi còn khành trời thoát ngân câu ót tành liền phúc bồng có kín má bom cáp lại tàng có may ứng vây mà về kinh tế chúa hơn chứ cứ đẩy lang đi ăn nỉ lò diệt ven hùng ven xanh hở đoàn viên thành niên ép học diệt toi một số loại cây như cây gỗ bưng bay tô man nàng việt diệt dần kinh tế xương ai dũng khay nỉ có mử hương mi lại thành niên giỏi trang số huyện Than Uyên bư há phong khánh thị thành niên giỏi trang dệt dượn dệt hăng sống đáng cò đang đẩy khay ó tùa quạng rú lai bón bom cắp luông hồm hanh tròi dừa khổng chu cấp bổ đoan cánh vương tổ chức hội
té hua pi hót khay bưng tổ chức đoan hồi khổng huyền có tổ chức on chỉ choi xưa thanh niên diệt dườn ta óp bên nhóm rú Facebook cấp trầm hoi nâng hạ ship thành viên lo đoàn viên thanh niên cánh mi lang áo diệt dườn rú quang phộng. Trong thời gian vừa qua thì đối với cái phong trào quang san cánh ma được cấp hạ phong thanh niên mà pè diệt dườn kinh tế co đẩy ban chấp hành huyền đoan nhai khẩu năm diệt họt hỏi phân hỏi cơ sở đoan thị trấn xã cấp đẩy lại đoàn viên thanh niên chung hạp năm diệt lợi thế những cái tiềm năng tại địa phương. Khanh trai cố hành diệt dườn mà bè kinh tế bâu sẵn khổ khốn báp mò vào khẩn hùa chờ sắc mắn giỏi trang khổng đoàn viên thanh niên sủ thiếu hù luôn siêng khổng chào vây mà bè kinh tế hằng chú hương có hôm cống hành tặng tánh quê hương mư hương hằng mi đi đẩy an nạn là hùa chờ cầm quyết khổng bưng đoàn viên thanh niên rú huyên than uyên. Bộ mẹ viên học hạc sường nạp hót khay thành phố Lai Châu hê hình mi o hà bết cái nhớ lùng đờ sương hà hát hà nơ hava hù đầy luôn hiểm hai khổng bệnh hà bết cái cơ quan chuyên môn bòm cấp chính quyền bừng xá phương tánh o lại luôn phòng bệnh hà vậy cảm gión siết hại phóng sư làng đi chí hẳn bò mẹ pin ỏng hù chảnh mươi bò mẹ pin ỏng bòm đinh cho hơn bà Bùi Thúy Liên rú tổ cầu phường Quyết Thắng thành phố Lai Châu lò nưng cùng bưng cho hơn tảnh linh cánh khải bết cái lại tổ khai nỉ cho hơn bà mi cải ban nưng sòng hỏi tổ cái tảnh linh lại tổ sương nặn cho hơn bà lưng bùng trời nền nà hót lung phong cảm hà hẳn phèn cái làng chơ bứng đù nang kham rú lại phong đẩy hu hà bết cái hình mi o rú số nưng tỉnh cho hơn bà liền cò khẳng tánh phong cánh so sáo sử tổ trở rú bưng bón tỉnh ăn âu nằm pe sờ hở cái kìn tôm tên già vitamin C cánh lại tàng chương kìn dinh dưỡng hở phèn bết cái dọn khẩn mọi pi cho hơn bà tiềm phong già hở tinh mít phèn tô tảnh nhân ăn phèn cái khòng cho hơn bà mà pe lưng chung là gà thì mình nuôi cho hơn khỏi tảnh cái đẩy hà pì và nỉ vài hợp hèn cấy mà pe lưng cháu co lưng chơ vào già khám hành bệnh hàng vườn diệt pe sở bón tảnh linh tiềm già cánh hở cấy kín men to nhằm tục nò cấy trắng mà pe lưng té cho hơn tảnh co bấu hê trỏ pin hạt tơ đợt khai nỉ giúp vùng thành phố Lai Châu mi cài cầu ship bắn tổ pết cấy vài hở về phòng cảm hạ cơ đại lăng đi ủy ban nhân dân thành phố on pa cơ quan chuyên môn cái chính quyền phương xã phương top hôm chiến báo on chỉ quân dân lim đù nèn nà phèn biết cái khổng cho hơn và hình mi óc cái hầu cần men văn báo xú chính quyền cơ quan thú y vài pi lông phòng cảm hạ bệnh phúc chơ quân dân báu đầy xương rằm phèn tổ tảnh cho hà bó thìm biết cái tài ha ó bảy là đài diệt ối hai họt bón nằm kìn điền rú cánh chớp năm đi về phòng cảm hà báo cáo ha bệnh tòi quy định rau già vào khả manh bệnh rú bón tảnh linh hứa cỏ ẩu phòn ma ván sấy lục biết cái cánh bón tảnh năm diệt toa lung ổn ba khổng tỉnh mở khỏi cỏ lập tăn mi nang kham các ủy ban nhân dân thành phố ổn ba tấm ten bưng đủ cánh bùng chờ tiềm phong già hở phèn tụ tảnh men tỏi mùa nhạm bòm cắp năn tấm ten bày kiểm tra rú cơ sở vài lớp tăn so hủ bệnh hà sát xính tài hà bấu so hủ quốc bài bườn chết vì sóng pan sao ít trong năm toi lùng ổn pa khổng tỉnh lò phong cảm hà biết cái hát hà nơ khẩu má của vùng mời khỏi cò mina kham hở ủy ban nhân dân thành phố còn các đoàn kiểm tra liên ngành vậy hướng đủ về khuẩn trên tải trên sát xính nhắm nhớ cái con khay đoàn kiểm tra cò quốc hành nằm dễ đi hà bết cái mắc hiển mi ó nhằm phả phiến mô xương khai nị tô manh bệnh bét văn men văn diệt hiểm hai hở phèn tổ tảnh dọn khẩn số nưng tô manh bệnh bét văn té tổ tảnh sở cún xương nặn
cơ quan chuyên môn tiết tơn bưng cho hơn tảnh vào già khả bách bệnh, rú lộc vết cấy, bón tảnh linh, tìm ra phong bệnh, hẳn phèn tổ tảnh và hình vết cấy, hầu, báo ngày rú cơ quan mi tên ban kẻ khảy lợp tặn, báo hở hà vết ban bài quảng. Bị đảo hạc sương, ngày tế hồ bị ép, về nho số học sinh mà lớp ép lưng, cánh về khẽ hà học sinh mà lớp, lò năng về rào kinh, đẩy bưng trường ép rú cùng huyền phòng thổ bùng trở năm dệt tòi lại luôn trên báo búc chữ sương nặn lăng cài sàm tuần nhảy khẩu ép số học sinh mà lớp ép lưng rú bưng bực ép lưng đẩy túc nò pì ép xong pan sao ít cái pì xong pan sát xong trường tiểu học mức sào huyền phòng thổ bi sao xí lớp cấp hốc hội hốc xếp cầu học sinh lăng sàm tuần nhảy khẩu pì ép mở số học sinh ma lớp ép lưng không học sinh hươn trương cực đẩy to cài cọc xếp cầu phải chết phân hỏi cực đẩy lang đi nạn đòn luôn cố hanh khổng hươn trương quảng viện mi nàng quam số cấp ủy chính quyền địa phương on park khai hà học sinh ma lớp vòng cấp nạn hươn trương bàn cán bộ xây sòn nhân viên lông bày bòm cắp bưng trường bản khẩn chu đầy bày chu hươn vay sọ sáo cánh búc chưa ai êm học sinh âu lụ nọng ma trương ép hàng mử khay nỉ việc bo cắp ép khổng hươn trương cò đầy tẹt tiếng bưng nòng học sinh nho sùng hòa trời chập năm viện ma lớp ép tục nò. Theo kế hoạch giao thì đối với trường học Mường So năm học 2. Tôi kế hoạch mọc giao bị ép sóng bắn sao ít cái bị sóng bắn sao sóng xung khỏi cọ. Mi sao xí lớp, hốc hỏi hốc xếp cầu, nòng học sinh. Học sinh ma lớp ép lưng cứ đẩy cọc xếp cầu phải chít phân hỏi. Học sinh ma ép đẩy nhận bào, cắp đẩy bồng trờ, không cấp ủy đảng cánh chính quyền. Ải êm học sinh, sương nặn, viện, học sinh ma lớp ép có đẩy khẽ hà, tục nọ. Đạt 100% số học sinh trong độ tuổi ra lớp. Con nhà, nhà tôi thì năm nay cháu vào lớp 1 ạ. Đẩy hơn chương cũng chưa xuống khỏi cả chấm năm nghỉ viện ẩu lụ nòng ba chương ép tục nọ hàng mử. Cắp, bày sống lụ có bếp xương tỏn lụ ma hươn, làng chơ ép môn lèo tòi nham hơn chương buồn ọ, và nhốt sống lưng hù hở. Lụ xung khỏi cò đẩy hơn chương ổn chỉ viện bo tướng sử sàn hợp bưng lụ dù các hơn để mà dạy các cháu kèm thêm ở nhà ấy thì chúng tôi cũng làm theo hướng dẫn của các thầy cô. Pì ép sòng pan sao ít cái pì sòng pan sao sòng ngành giáo dục huyện phòng thổ quản lý xí ship pet đơn vị trương pet hoi chiết ship lớp ép cắp cài sao sám pan hong học sinh rú chủ bậc ép cắt luông bùn biến khay số học sinh ma lớp ép lưng ngày té hùa bị ép lò nàng vịa rào kín phòng giáo dục đào tạo có mi nàng quam số ủy ban nhân dân huyện on pa pưng xã thị trấn bom cắp pưng đơn vị trương ép rú quảng phòng men văn nhảy khẩu bứng đủ trên báo họt từng bản họt ải êm học sinh nhân bào trướng chưa pưng lụ nòng ma lớp ép hiên tục nò bom cắp phòng giáo dục đào tạo huyện on pa pưng trước ép tấm tên o kế hoạch năm diệt nang viện nọ khóa biến mở viện bo cấp ép năm diệt nền là viện bo cấp ép men tội quy định có pét xương viện phong cẩm hà vây khẽ hà học sinh ma lớp lăng sam tuần nhảy khẩu pì ép mở số học sinh ma lớp ép lưng rú quảng huyền cực đẩy cậu xíp chết phải sám phân hỏi quảng nạn rú bậc mầm non cực đẩy cậu xíp chết phải sám phân hỏi tiểu học cài cọc xếp cọc phân hỏi bậc trung học cơ sở to cọc xếp học phân hỏi đến tại thời điểm này thì sĩ số của các nhà trường tương đối ổn định cụ thể ở đây khai nỉ sĩ số học sinh dù phương trương ép có đầy tẹt tiếng dù cuồng huyền có mi sòng xã óc khói xìa xã gia cha có chiếc tẹt ban phân đờ họt về ép hiên khổng bưng nòng vừa bao mi chính sách trời giữa bưng nòng xìa hấp phá các luông ổn pa khổng huyện phòng giáo dục đào tạo bưng chương ép cỏ lông bày tàu hươn bưng nòng búc chứa ải êm học sinh cọp hôm trường khổng cọp bếp xương ngân tiên tạc hù ngài đi hở bưng nòng đẩy kín khẩu rú cấp trương xứng nạn số học sinh ma lớp ép lưng bằng bơm quả cứ đẩy cậu xếp chết phải sàm phân hỏi đạt 97,3% bình quân. Viện pín khay số học sinh ma lớp ép lưng lọc hồ ngài đi rào kín quảng viện năm diệt cực đẩy lang đi bị ép sòng pan sao ít cái bị sòng pan sao sòng hông phân nho xuống chất lương hỏng bóp phủ sòn côn khổng bưng đơn vị trương ép rú quảng huyền khẩn xứng nạn ngành giáo dục đào tạo huyền phòng thổ đang búc hanh trên báo nếu chưa lông cài
bom cắp chính quyền địa phương lông bày từng chú hươn, bốc chứa lù nòng ma lớp ép, dọn khẩn lò đối cắp học sinh trung học cơ sở. Chóng hanh cứ đẩy hỏi phân hỏi, số nòng học sinh ma lớp ép lưng quăng gian bày nạ. Nằm dệt đề án tấm tên năng về bốc chứa rú phủng po me chở quân phân nòi phủng đèn đình huyền phòng thổ gian pì sóng văn xíp hốc hót pì sóng văn bày sao. Huyền phòng thổ có năm diệt lái lông cho khổ, cắp đề phường, cài nặn, hộp phân tấm tên lông khát sàn, khòng po me, chu chở quân. Năm diệt cơ đầy lăng đi nghỉ quyết đại hội đảng, chu cấp, tạt ọ. Huyền phòng thổ mi xíp chết xá thị trấn, cồn nặn mi xíp xí xá xa trà, xíp ết chở quân bòm càn kiên rú. Vâng vì cài mạ, đầy đảng hơn nước vùng trời thoát hơn sáu tảng thánh hơn rào, xó bày tăng mạ, mà ve kinh tế. Bồn kim thơi rú, khòng phân đài quân dần, cỏ mi lại khủ phiến mấu, dân mương tìn chơ, cắp nam diệt chu lông tăng khòng đảng chính sách pháp luật khòng hơn mương. Hà va số nưng quân dần, nhang mi bồn kim đời rú ra trạ, về kim rú dết sờn, nhang tò hịt khòng cấu ké. Vậy cho giới quân dần, huyền lưng bùng trờ, nam diệt đi về búc chơ. Doàn khẩn, lò làng chơ, mi quyết định số, hỏi nâng xàm xíp sòng mử sáu hốc khám vượt hạ vì sòng văn xíp hốc khòng tỉnh ủy Lai Châu mà đề án tấm tét năng về búc chơ rú phùng po me chở nòi quân pưng huyền đèn đình tỉnh Lai Châu gian pì sòng văn xíp hốc hót pì sòng văn bày sao. Dân vận khéo thì việc mọi việc sẽ thành công, còn cô gian đam dệt mở khỏi cò yêu cầu phương địa phương đơn vị cần vững đủ cơ sở phải trả rút chậm dần vay hiến khăn lang phái trả mòn khoảng có mẹ vậy từ té năn trên báo nếu chưa dần vay năm diệt đi chủ trương chính sách khổng đảng pháp luật khổng hơn mương cấp mi năng kham xú cấp ủy chính quyền kẻ căm phương khủng ra trà khát khổng khổng quân dân năm diệt đi năng về thở tung lên địa phương đơn vị là phải sâu sát cơ sở. Chơ quân dân hủ chảnh, về gia cha cỏ trí cất đẩy, sương nằn, bàn thường vụ huyện ủy, on pa bàn dân vận, bỏm cắp bàn tặng tánh đảng, mặt trận tổ quốc, cánh pưng đoàn thể huyên, tấm tên on chỉ kiểm tra, giám sát, tít tơn nam diệt đề án, bỏm cắp bứng đủ, về nam diệt quỷ chế dân chủ rú cơ sở, về diệt khổng khối dân vận, pưng xá thị trấn. Cấn đi, quân dân lưng ván phú, chờ khẩu đi khẩu lý đề phường, các ván pu toi hịt khòng cấu ké há va khay nỉ nhơ mi lai luông trên báo cánh diệt đi cùng về búc chớ toi lông bùn khắm mư chỉ vệ po me cỏ tơ bắt nhảy ẩu chở phản mấu đẩy năm khẩu lại lùng ván pu tốt công tác dân vận ấy, đối với lại bản thân tôi và cấp ủy một khỏi có bùng chờ năm diệt đi bảng búc chớ cuồng nặn bay chạy rút chầm dần bay hiến phăng lang mòn khỏng po mẹ cắp bính khay vê dệt khỏng quân thảo ké quân mi lang tiền chơ bỏ cắp năn đò sừng rồng pưng ven hung quân đi vê đi gian cải mạ xá hìn mỹo lại ven hung ven xanh sương cuồng tảng tánh bản năm ấy mi lai cho hơn dần có hôm điền đòn dệt sau bảy tăng mạ cắp pưng cổng trình khỏng chậu vẩy dệt pưng cổng trình bản nã có hôm ngân hở chương trình và giáo dục ngắm hót tốt thừng phương ảnh hùng liệt sĩ rú cổ cùng xã thì sẽ kịp thời nắm bắt và giải quyết ngay từ bước đầu khai đỉ rú huyên phòng thổ cò búc hanh sủ chở phan máu khẩu bú bùng hở cất đầy khẩu năm ma mô rú cùng huyền tánh ót đây lại phùng giết dần ót lại trương khải sương phùng tung na ván pu chở khẩu chết lương dùng rú mương sò khủng lao quảng bét ship hecta mỏi mô mà pe phùng pu cò mắc cội rú xá hối lùng ma li phò bản làng hoàng thèn nằm xe nhài khẩu pu mỡ cò mắc cà cò má nảnh cò hàn lương năm hòn mết pì sóng văn bảy sao văn pưng mỏi hồ cun khổng huyền cò hiệp thù đầy sao bét chiều mằn pì nưng số chỗ hơn cát nhang cài xàm ship phân hỏi gión xíp sòng phải húc phương hỏi bẹt gắp pì sòng phan xíp hạ giờ đẩy cán bộ đông ma trên báo mười khỏi cò hù tảnh biết cấy tòi kỹ thuật bú cò bắc cuội cánh cò hàn lương
khai đi cho hơn cò sư đẩy máy tạm khẩu mà trung hồng tài hơn các bò mè cùng bản khúng bom nặn mi hầm tảnh linh hẳn phèn xa xí mi thể vau nam diệt đi về búc chơ cùng bò mè phủng chở nòi quân huyền phong thổ cò hôm phân nho sùng bổng kìn lùng rú hải quân dần chu chở nòi quân cai nặn tơ bắt trương pinh phủng sùng cánh phủng tắm ta mai hành hàng po me kiển rú trương bình cánh tướm tên sái lung mà pe trùng khổng huyền diệt bản nam mỡ phiến mỡ cánh mà pe pin ảo hắc sương chương trình truyền hình khăm tay khổng đài phát hành truyền hình lai châu hot nỉ thọ giang cớn hẹn bỏ tương lai po me pin ảo cuồng chương trình tơ lằng trung tạc hạc chào pin ảo.